so sánh ba dòng máy cơ bản của máy đo huyết áp Myrolife thì chúng ta sẽ có những dòng nào. Còn Sơn xin chào bà con ha. Myrolife thì thương hiệu rất là lớn ở thị trường Việt Nam rồi, đây là thương hiệu của Thụy Sĩ ha. Thì những dòng máy này á, có những dòng máy rẻ tiền cỡ vài trăm ngàn cho đến những dòng trung bình là từ 1.250.000 nè, rồi 1.500.000 và đây là 2.350.000. Bên cạnh đó còn có dòng cao cấp hơn là 2.850.000 nữa. Vậy ba dòng này vì sao được nhiều người sử dụng? Rồi và Sơn sẽ so sánh cho bà con mình nghe. Đây là những dòng cơ bản, ngoài chức năng đo huyết áp nè, chúng ta còn có đếm nhịp tim, rồi bộ nhớ 30 lần, có ngày giờ nhớ nha, và có những cái cảnh báo vòng khuôn đúng tư thế. Đây là dòng cơ bản 1.250.000. Rồi dòng đây là dòng B2, còn dòng B3. Và B3 thì nó sẽ có chức năng gì? Nó là 1.500.000, thì nó sẽ có thêm một cái cục biến điện ha. Nó có thêm cục biến điện rời để nếu mà như mình xài hết pin, mình sẽ cắm điện vào xài, đặc biệt ông bà mình lớn tuổi dưới quê hoặc là bác sĩ một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân thì có thể sử dụng cục biến điện đó. Còn nếu mà gia đình mình thông thường thì mình chỉ xài pin thì chọn dòng này. Rồi ngoài ra nó còn có những cái chức năng là cảnh báo tim loạn nhịp nè ha, có thêm chức năng tim loạn nhịp và có chức năng là đo trung bình 2 lần liên tục. Giả sử chúng ta muốn đo cái độ chính xác, chúng ta đo 2 lần 3 lần liên tục á, thì cái máy này nó sẽ tự động, nó có chức năng đó, nó sẽ bơm xong rồi xả ra, rồi bơm siết lại rồi xả ra để nó ra kết quả của chú ha. Và bên cạnh đó nó sẽ còn có đèn báo về huyết áp cao, huyết áp thấp nữa, cho mình xem. Rồi cái dòng này là nhiều người xài nhất nha, tại vì nó tầm trung, giá thành này phù hợp với nhiều người. Còn bà con mình có thể chọn cái dòng cao cấp hơn của B3, đó là B3AFIB. Đây là cái dòng cảnh báo sớm đột quỵ luôn. Đó, nó giống như cái dòng cũ ha, cái dòng B3 là nó có bộ nhớ là 99 lần, nó cao hơn cái dòng B2, dòng B2-30. Nhưng mà dòng này thì nó sẽ thêm một cái chức năng, đó là cảnh báo sớm đột quỵ, đầy đủ chức năng ha. Đo trung bình nè, cảnh báo sớm đột quỵ nè, bộ nhớ nè, ngày giờ nhớ nè, và có đèn cảnh báo luôn. Đó là 2.350.000 và tất cả đều bảo hành chính hãng 5 năm. Nếu mà lỗi do máy thì mình sẽ được đổi máy mới. Nếu mà lỗi do máy nha, mình sẽ được đổi máy mới trong 5 năm nếu bảo hành. Và đương nhiên hết hạn bảo hành mình vẫn được sửa chữa.